Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trụ sở chính của Trung tâm Cây Giống được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái cây vú sữa hoàng kim, thể loại cây ghép nha bà con. Vú sữa hoàng kim thì quý bà con chúng ta trồng cây ghép thì trong vòng là từ 10 đến 12 tháng thì bạn này bắt đầu ra trái nha. Tại vì vú sữa hoàng kim ghép là cái nhánh ở trên đây nè là cái cây bố mẹ, nên quý bà con chúng ta trồng nó rất là nhanh cho trái. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta muốn trồng chậu thì sẽ rút ngắn được cái thời gian cho trái hơn nữa ha bà con. Còn cái cây hạt thì quý bà con chúng ta trồng trong vòng là từ 15 đến 18 tháng mới ra trái nha. Còn ngày hôm nay thì Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta là cái lô ghép nha bà con. Cái gốc ở dưới đây là gốc vú sữa thường, vú sữa thực sinh nha bà con. Còn cái nhánh ở trên đây là cái nhánh vú sữa hoàng kim nè. Cái nhánh mẹ, cái cây đang mang trái rồi bên trung tâm cây giống sẽ tiến hành ghép chui vào nha. Thì cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về cái giống hoàng kim, cây ghép thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái lô ghép này luôn ha. Còn cái chiều cao của cây là từ cái mắt ghép này lên thì nó cao khoảng 60 cm nha bà con. Cái lô này thì đang nuôi lại cho cái cây nó hơi cứng hơn tí xíu thì Ly mới tiến hành xuất cho quý bà con chúng ta trồng ha. Vú sữa hoàng kim thì rất là dễ trồng nha bà con. Bạn này cho trái quanh năm, trái nó sẽ mọc trong cái thân này nè, nó đu ở trong cái thân này đó bà con, cái thân chính. Khi giai đoạn đầu quý bà con chúng ta tạo tàn cho cây thường xuyên, đôn gốc lại cho cái gánh, những cái nhánh mang trái này nè nó to hơn, nó cứng hơn và cái gốc này nó sẽ to hơn tí xíu nữa. Thì sau này cái trái của chúng ta nó sẽ sai hơn hả bà con. Còn trái nó ngộ hơn như những loại vú sữa khác là cái trái nó sẽ đu ở trong cái thân này nè, nó không có cuốn, nó đu sát ở trong thân này nè. Cái trái nó sẽ màu vàng, vàng óng ánh luôn nha bà con, màu rất là xinh, rất là đẹp ha. Chúng ta cũng có thể là trồng kinh tế nè, chúng ta cũng có thể là trồng bonsai, hoặc khi mà quý bà con chúng ta nào mà muốn mở những cái khu sinh thái thì chúng ta cũng có thể thích hợp để trồng cái cây vú sữa hoàng kim này nha bà con. Vú sữa hoàng kim thì ăn nó sẽ thơm nha. Thì cũng có nhiều anh chị nói vú sữa hoàng kim ăn không có ngon, thì Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều. Vú sữa hoàng kim là ngọt, nó ngọt thanh hả bà con, nó không có ngọt gắt, nó không có ngọt đậm đà giống như vú sữa Mica được. Tại vì vú sữa hoàng kim là xuất xứ từ Đài Loan. Những cái anh chị mà bên Đài Loan thì người ta chỉ thích ăn nó ngọt vừa thôi ha. Còn khi mà về Việt Nam của chúng ta, nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn ăn ngọt đậm đà thì chúng ta phải thêm kali nha bà con, thêm cái phần kali nữa. Còn nhiều anh chị nó ăn vú sữa hoàng kim lạc thì tùy theo cái lúc mà quý bà con chúng ta ăn theo cái thời điểm nào. Giống như quý bà con chúng ta ăn vào cái tháng mưa thì cái trái nó sẽ hơi nhạt hơn tí xíu. Trái cây gì cũng vậy nha bà con, không riêng về cái cây vú sữa hoàng kim này. Giống như chúng ta ăn mít hoặc sầu riêng hoặc vú sữa Mica hoặc là ổi gì đó thì khi mà cái mùa mưa thì nó sẽ hơi nhạt hơn tí xíu nữa nha bà con. Còn tùy theo cái vùng đất nó trồng nó ngọt hay không nữa. Nhưng mà Ly thường xuyên đi vườn ở Tiền Giang hoặc là Đồng Tháp là nhiều nha bà con. Nhưng mà ăn cái chất lượng nó cũng khá là ok. Khi mà quý bà con chúng ta mà xẻ cái trái vú sữa hoàng kim ra ở trong cái ruột nó màu trắng trong giống như cái màu sữa vậy đó, quý bà con chúng ta ăn nó rất là thơm, nó rất là ngon. Còn khi mà quý bà con chúng ta chẻ cái trái vú sữa hoàng kim ra ở trong ruột của nó giống như là cái màu câu câu vậy đó, là cái trái nó sẽ nó hơi nhạt hơn nha bà con. Tại vì cái giống nó không có phải là vì cái giống đông mật. Cái vú sữa hoàng kim là cái giống đông mật thì ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, ăn rất là thơm cái mùi sữa nha. Ly xin nhắc lại ha, có nhiều anh chị thì nó cũng thơm cái mùi sòi nữa, chứ không phải là ăn không có mùi thơm là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là nó sẽ ngọt chứ không phải là nó lạc, ngọt thanh, ăn cũng khá là ngon. Riêng Ly đánh giá thì ăn cũng rất là ngon. Nếu như cô chủ anh chị nào mà chúng ta muốn đầu tư thì chúng ta nên ăn thử nha. Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều. Đầu tư giống mới thì chúng ta nên ăn thử trước nha bà con, rồi chúng ta đầu tư sau ha. Còn vú sữa hoàng kim cái lô ghép này thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta nè. Đó. Cây ghép thì rút ngắn được thời gian nha. Có nhiều anh chị thì thích trồng hạt, có nhiều anh chị thì thích trồng ghép. Ngày hôm nay thì Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta là lô vú sữa hoàng kim trồng cây ghép. Còn vú sữa hoàng kim quý bà con chúng ta nào mà muốn trồng kinh tế thì chúng ta nên trồng 4 mét một cây ha bà con. Còn chúng ta muốn trồng mà xen canh thì chúng ta trồng 5 x 6 là xen canh hợp lý ha. Vú sữa hoàng kim thì quý bà con chúng ta trồng là phải lên mô nha. Lên mô tầm phải cái nón lá thôi. Rồi chúng ta bồi đất lên từ từ ha. Vú sữa hoàng kim chúng ta cũng có thể trồng chậu được nha bà con. Ly xin nhắc lại ha, vú sữa hoàng kim có thể trồng chậu được. Khi mà quý bà con chúng ta nào mà trồng chậu thì nó tầm khoảng 1 năm. Đối với cây ghép nha, 1 năm thì ra trái, còn trồng đất thì tầm khoảng 10 tháng thôi. 10 tháng mới tới 12 tháng là bắt đầu ra trái rồi, cho trái rất là sớm nha. Những cái loại cây giống mà cho trái quanh năm. Hồi lúc trước thì vú sữa hoàng kim thì nó rất là đắt ha bà con, 250, 150, còn 120. Hiện tại bây giờ thì cũng còn là từ 50.000 1 kg ha bà con, là giá tại vườn loại 1 nha. Cũng còn rất là cao. Những loại cây giống nào mà trồng sau 1 năm trồng mà ra trái, mà trái quanh năm thì quý bà con chúng ta cũng không cần giá cao, tầm khoảng là từ 20 đến 30.000 1 kg thì nó cũng khá là ok rồi. Bạn vú sữa hoàng kim này cũng rất là nhẹ công chăm sóc ha, cũng không có tốn tiền phân thuốc nhiều mà cho trái quanh năm, trái màu vàng. Khi mà quý bà con chúng ta xử lý mà ra ngay dịp Tết thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều nha bà con. Tại vì cái màu vàng của nó rất là đẹp, nó rất là thu hút được cái người nhìn ha bà con. Màu vàng rất là đẹp nên Ly cũng thường xuyên đề xuất cho quý bà con chúng ta nào trồng chậu nè, trồng bonsai hoặc là trồng những cái khu sinh thái thì thích hợp để trồng cái hàng vú sữa nha. Rồi, ngày hôm nay thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái cây vú sữa. Cái lô này là lô gấp chui nha bà con. Bên Ly cũng có làm là cái cây hạt nữa. Nhưng mà ngày hôm nay Ly đặc biệt chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây ghép chui ha. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình 0345679887 và 0777403339. Hai số điện thoại trên thì bên Trung tâm Cây Giống sẽ trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn, nhanh hơn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18h30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn.